Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án này nhé. Con này là con Tankami, có ký hiệu là TANK. Dự án này sẽ phát khoảng 2.000 và tương đương với khoảng 16 đô la. Đấy, chúng ta sẽ check qua cái hình ảnh của cái con đây, Tankami. Cũng là một cái trò chơi play to earn các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ ấn chatbot này. Rep thì nhận được 200 7 4 1 1 1 7. Các bạn ấn vào join iRock. Ở đây thì các bạn theo cho mình hai cái group này nhé. Join. Không biết lại đầy rồi sao ấy. Quay lại các bạn join tiếp một cái group nữa. Cái này thì có rất là nhiều group ở các nước khác nhau này, chắc là cái 1.000 Lucky Partisan sẽ nhận được cái số lượng coin. Trời ơi, 1.000 người may mắn nhất nhá. Cứ tưởng là cứ chat là được, hóa ra lại mảnh may mắn à, nhân phẩm à. Các bạn theo dõi group xong rồi, submit Telegram handle, tức là cái tên Telegram của các bạn nhé. Mọi người copy lấy tên này, send cho nó này. Mẹ cái thằng nào đi ô tô vào sảnh mà nó đi như cha chết vậy. Nó chạy nhanh, tông vào cái cột thì cho mày chết luôn. Mọi người ấn like, red twin và các tăng ba bạn bè cho mình nhé. Đấy, chúng ta lại vẫn là cái câu cửa miệng của mình thôi. Đấy, vẫn ba bạn Twitch. Rồi, quay lại xem nó hỏi cái gì. Username, ok, mình vào profile nhé. Copy lấy tên. Username thì mình sẽ dán tên, còn profile link thì mình sẽ dán link nhé các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta vẫn sử dụng ví BEP20, ví Binance Smart Chain mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ dán vào. Như thế là xong nha các bạn nhé. 1.000 người may mắn nhất sẽ chia sẻ khoảng 1 triệu à, hay là 1 tỷ. 1 tỷ token. Các bạn thấy là cái link này là link giới thiệu bạn bè nhé các bạn nhé. Các bạn copy là link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Đây là cái website, thì mọi người check qua một ít thông tin về website. Nói chung là nó như kiểu trò chơi ấy, tên lửa rồi gì nhỉ, bắn tỉa rồi các thứ đó. Cái này là xe tăng nhỉ. Đấy, có app có iếc các thứ này, mai kia là chắc là có trao đổi được luôn đấy mọi người chưa. Đấy. Chắc mai kia là nó chạy sau thì bây giờ cái rao mác đã thử, nói chung cũng khá là ok đấy mọi người. Đấy, về game mà, cho nên bạn nào mà thích chơi game thì các bạn vào đây vừa chơi game lại vừa có thể kiếm coin free nha mọi người. Đấy, sau này thì mọi người có thể theo dõi cũng như là tìm hiểu thêm. Mình ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn tham gia vào chương trình iRock, tức là kiếm free thôi. Chúng ta theo dõi những cái mạng xã hội của nó để nó phát coin cho mình thôi. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.